em vừa hỏi là chị cũng chơi có vui không hay là chơi như thế nào thì chị cũng có chia sẻ cho em. Nãy chị Ngọc Phúc cũng có chia sẻ cho em gì nhưng mà em chưa kịp hỏi tới cái phần là mình nên chuẩn bị đồ đạc hay mang theo như thế nào thì chương trình đã bắt đầu rồi. Nên là thằng Quý thôi em sẽ hỏi sau phần đó. Nhưng mà hình như vừa nãy là Tuyển Quy anh Quy muốn nhắc đến cái việc là cắt cắt tóc hai bên á. Cho nên là chắc em cũng sẽ lưu ý cái phần đó để lúc mình đi phần thi của mình không có cắt tóc hai bên như Quy. Là sao mình nói rõ cái chỗ đó được không, là mình nên tắt tóc hai bên hay là không nên tắt tóc hai bên? Ủa là mình là nơi đây không nên không chứ không phải đó chỗ cái nhà quay rồi đi là sẽ hiểu ai chứ hả. Còn riêng có tiểu Phi thì nói gì đúng tự thật thì nghe chị Hà không phải cái lúc mà cái tập cuối cùng em tham gia là em đã nói với ekip với tất cả mọi người là em đã lao động và chơi rất là mệt nhọc và cực khổ và em đã giành được cái số điểm cũng tương đối khá là lớn, khá là nhiều thì em muốn cho cái tập cuối cùng của em á nó sẽ thật là trọn vẹn. Nếu như mà người chơi tiếp theo, người kế tiếp em thừa hưởng cái số điểm của em thì em đã có cái chiêu đó là em sẽ cho điểm em thấp nhất để cho cái người tiếp theo sẽ là cái người thay em bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi, em trả lời câu hỏi là một quay là câu hỏi. Không phải, không phải. Không, cái này là tuyệt vời. Cái này là em sẽ chia sẻ cho chị Tiên. Không, phải là chia sẻ cho chị Tiên. Để cho chị Tiên một cái bất ngờ khi mà đến với chương trình. Đúng rồi, là chị bắt đầu từ con số 0. Ok. Không qua đặc biệt. Không, đáng lẽ là chị sẽ rất là nhiều điểm. Tại vì là chị sẽ lấy điểm của em. Nhưng mà em không cho chị điểm em sẽ hốc đổi với cơ của hốc đổ tiếng cơm luôn. Em hốc đổ vàng. Em hốc đổ vàng. Để chị hốc đổ từ đầu. Wow, chị làm những cái thủ tục mà nó nói như thế. Nó nói là thủ tục như thế. Nó nghĩ là đang là tiêu cực như là thủ tục như thế. Rồi bây giờ quay lại cái câu hỏi. Em đi không có ở lại. Thì khi tham gia nói là chị nói đó, thì khi tham gia chương trình đó thì em được mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Và không, lúc mà trước khi tham gia chương trình đó thì mọi người giúp đỡ, và sau khi tham gia chương trình đó, lúc mà bắt đầu trò chơi đó thì mọi người kiểu cũng suy nghĩ những cái kiểu đạt em rồi này, đánh tập em rồi đó, rồi Quý ơi, anh kể gì thấy tức không? Sao mọi người ta hoa hậu lửa lòng tôi, sao mọi người vui nhận quá vậy? Ăn hiếp em nữa. Thì đó thì... Nhưng mà sau tất cả những cái điều đó thì em có thay đổi cái sự yêu quý của mình dành cho mọi người hay không? Sau khi tham gia chương trình đó thì em cảm thấy mọi người cũng rất là yêu quý em. Tại vì em là em gái nhỏ trong chương trình và chị tỉnh thì em mong là chương trình sẽ cho em có cơ hội tham gia tiếp cùng với anh chị, tại vì đúng với yêu cầu anh Thắng muốn em tham gia nữa. Em cũng rất là cảm ơn anh đã nói với chương trình là để tham gia tiếp. Cảm ơn anh rất là nhiều. Không biết mọi người có biết phản bác gì chị Quy không? Chị Quy công ơn em rất là Không có. Bây giờ chỉ có đông mọi người xong rồi em cũng rất là sợ tại đây. Khi mà em đông như vậy á thì các anh chị sẽ kiểu
hòa vào kiểu hành hôn kiểu mặt rất là ghê luôn. What? Sao lúc em bị thương mọi người buồn là hành hôn thêm. Rồi bây giờ xin được mời câu hỏi tiếp theo ạ. Sẽ có rất nhiều địa hình và nhiều cái môi trường khác nhau, và quan trọng là mình phải tìm được cái chỗ nào đó để trốn dễ nhất. Thì có một cái địa điểm ở trong cái phòng học, thì lúc đó thì thấy không gian đó có quá nhiều chỗ trốn đi, thì em cảm thấy rất là vui, rất là háo hức, và nó đỡ được cái phần mà mình phải quan sát và tìm chỗ trốn. Thì đến lúc mà tụi em trốn xong rồi, tụi em mới thấy là không, nhìn vậy chứ không phải vậy, tại vì chỉ nhìn nhỏ quá, nên là ví dụ như là có một cái trong trong cái trailer, một cái cảnh là Tiểu Huy đang trốn, thì anh Vivi anh Vivi chạy tới trốn. Chương trình Chạy Đâu Cho Khó sẽ được lên sóng tập 1 vào lúc 20:30 tối ngày hôm nay trên kênh HTV7 và lúc 29:00 trên kênh YouTube Casa TV. Rất mong quý vị sẽ follow kênh TikTok Casa TV, và đặc biệt là những quý vị khán giả nào đang có mặt tại đây tại bàn hành môn, thì chúng ta sẽ có một món quà đặc biệt, đó là quý vị sẽ được cùng với Giang Cast, các nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay xem trước tập 1 trước giờ lên sóng ngay tại màn hình lớn này luôn, và các nghệ sĩ sẽ cùng reaction tập 1 này cùng với tất cả mọi người, cho nên là rất mong quý vị sẽ ở lại để theo dõi tập 1 cùng với chúng tôi ngày hôm nay.